Nhằm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung Thu, từ giữa tháng 8 đến nay, đoàn kiểm tra liên ngành quyện Cần Đức tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh, những nơi sản xuất, bày bán các loại bánh phục vụ Tết Trung Thu. Năm nay, việc bày bán bánh trung thu ở địa phương giảm hơn so với mọi năm. Do sức mua của người dân không nhiều, nên đa số các hộ kinh doanh bánh trung thu chủ yếu tập trung ở các chợ và một số điểm buôn bán ngắn hạn theo thời vụ ở thị trấn Cần Đức, xã Long Hòa, Long Trạch qua kiểm tra cho thấy các cơ sở chấp hành các quy định có giấy phép đăng ký kinh doanh, phiếu khám sức khỏe và giấy chứng nhận tập huấn kiến thức an toàn về sinh thực phẩm. Tuy nhiên vẫn còn một số cơ sở bị đoàn kiểm tra lập biên bản và xử lý vi phạm do không có giấy chứng nhận về tiêu chuẩn sản phẩm, không có phiếu khám sức khỏe, giấy chứng nhận tập huấn kiến thức an toàn về sinh thực phẩm đã hết thời hạn. Để đảm bảo vệ sinh thực phẩm mùa trung thu, các xã thị trấn cũng đang tập trung cao điểm kiểm tra ở các cơ sở buôn bán nhỏ lẻ trên địa bàn, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các trường hợp vi phạm. Tại thành phố Tân An, đoàn kiểm tra liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm thành phố cũng đã tổ chức đợt kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm tại các lò chế biến, sản xuất bánh kẹo, nhất là mặt hàng bánh phục vụ trong dịp Tết Trung Thu năm 2022. Đoàn đã tiến hành kiểm tra vệ sinh nhà xưởng, điều kiện đảm bảo sản phẩm, vệ sinh cá nhân của người trực tiếp sản xuất, việc sử dụng phẩm màu, phụ gia thực phẩm dùng trong chế biến, chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm của nguyên liệu. Đồng thời lấy mẫu thực phẩm nghi ngờ về chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm để xét nghiệm vi sinh lý hóa. Qua ghi nhận của đoàn kiểm tra cho thấy, đa số cơ sở chấp hành tốt các quy định về thủ tục hành chính, tuân thủ các điều kiện quy định bắt buộc trong sản xuất, bánh trung thu có xuất xứ tem nhãn nguồn gốc rõ ràng